Tobama và Yokohama xin phép được bắt đầu. Bóng đang chạy tần các cầu thủ Yokohama. Bóng vẫn trong sân. Khá chói nên quan sát được rõ cho lắm. Trường Giang Mijo đưa bóng vào và cắt bóng bên phía đội bạn. Như vậy là Gian Tobama sẽ được hưởng một quả phạt góc. Chào cầu thủ bên đội bạn đã bị đau, có lẽ đã bị chuột rút. Video sẽ là người sút phạt góc. Hy vọng những đường chỉ sút của anh vẫn nhạy bén như những trận trước. Đưa bóng vào. Anh đâu đây? Phạt góc là rất đẹp. Nhìn mà quá nó đá đi đặt liếm nhỉ. Đúng, đội bạn đang dâng cao đội hình. Đây, các bạn có nhớ hình ảnh này không? Một trọng tài Vin bây giờ là đối thủ rồi. Trường Giang góc dành cho Real Tobama. Liệu có thêm một cơ hội xảy ra nữa không? Anh rồi, tôi tin anh. Giảm rồi.
tài đã ra lời nhắc nhở. Chung rất tốt. Và cản bóng vừa rồi là của Thành. Chuyện là hơi sâu. Chuyển khá sâu. Trường Giang đã bị đau. Vâng, theo quan sát của tôi, Trung Đức đã được tung vào sân. Ra khỏi sân là Xuân Sáng. Huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp đã rút một cầu thủ hậu vệ và tung một tiền vệ chạy cánh. Trường Giang rất hay. Quá đau Trường Giang ơi. Không có lỗi. Trung Đức lên nào Đức ơi. Trung Đức đã có lỗi vịt vị. Còn ai ghi bàn hay số góc tự bay rồi nhá, khoảng mãi không. Trọng tài đã chỉ vào vị trí có lẽ là xuất phạt. Thank you.
bắn bóng lên và nhảy lên khá nguy hiểm của thủ môn mình với đội bạn. Tại chờ quyết định của trọng tài là thế nào đây? Và giờ chân lên cao đã vào đầu cầu thủ bên phía Real Tobama. Cầu thủ đã bị đau. Văn Thắng đã bị đau. Rồi đây là Văn Dũng. Quý vị đừng quên theo dõi trận đấu này sẽ được phát trên kênh của Real Tobama. Hãy lên Facebook và gõ search vào dòng chữ Real Tobama. Trang của đội bóng sẽ được hiện lên. Và thứ tư hàng tuần các bạn sẽ được thấy những video mà đội quay lại. Phút thứ 12 rồi, 3 phút nữa. Đá mày. Bạn đang giữ bóng trong chân. Rất nhiều những tình huống tranh cãi. Văn Dũng, Bích Châu, Trường Giang. Không được rồi. Trường Giang rất cắt cao một bàn thắng dành cho Real Tobama. Hôm nay anh đã sở hữu rất nhiều cơ hội. Nhưng may mắn chưa mỉm cười với anh. Nhưng chân các cầu thủ áo xanh bắt chung nó bắt được bóng. Không được. Các bạn phản công. Mình phía đội bạn đã dâng lên rất cao. Chỉ cần một tình huống sơ sẩy thôi, chúng ta có thể chớp lấy pin nó thành một bàn thắng.
trời nổi gió rất to, ảnh hưởng ít nhiều đến đường truyền của đội có bóng, không được chất lượng. Có lẽ các cầu thủ cũng căn sức gió. Đội bạn phản công, không đi qua được những hậu vệ đánh chặn của bên phía Real Tobama. Tobama rất chắc chắn. Nhiều nỗi nhớ lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu này.